Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu các bạn tham gia dự án có tên là Doraemon Me. Thì để tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở tài khoản Start the Chatbot. Rồi, mình sẽ get được một top 1 lô test. Đây thì chương trình này góp này nó sẽ random số 2000 member may mắn các bạn. Thì bấm join này góp. Rồi bạn lướt xa nè. Yes. Những dự án thế này nếu mà các bạn trúng kèo nào, trúng kèo cái là khá là đậm các bạn. ESS KI C. Rồi, một lô test winning 100 USDT random Doraemon một rep. Rồi những điều đầu tiên các bạn join kênh group nè. Thì các bạn nhận được một vé để có cơ hội may mắn nhận được cơ hội 10.000 đô các bạn. Rồi các bạn cho vào ai góp, các bạn lướt gấp cha em not bot nữa. Rồi bạn mới đắp lên, tiếp tục follow Twitter nè. Xin Twitter các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn request tăng 3 người bạn mình vào nè. Các bạn chỉ dẫn như tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Các bạn nhớ like những cái nữa nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn bấm vào submit tên nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của các bạn đã follow dự án nè. Tiếp tục cùng gã đường link profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn nhấp cho ba kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp cho ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ hết. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn gửi lên support nè. Này submit you profile link. Tiếp tục cùng bạn gửi địa chỉ IP sẽ match trên bet 20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, ba lần xin chết số khả mình kiếm được không ạ? Ok, mình đã nhận được một test nè. Thì cái này là như là một cái tấm vé để mình có cơ hội trúng thưởng thôi các bạn. Các bạn bấm vào test link nè. Liên ghép chia sẻ cho ông ba và cái thằng nó kiếm tôi cần quýt giao. Tôi cần sẽ phong phối vào ngày 31 tháng 7. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chiến để góp nhận một vé để cơ hội nhận tôi cần Doraemon nên em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Các bạn hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.